Dạ, xin kính chào anh em. Thì sau đây em xin quay chi tiết nội thất cũng như là test hai sản phẩm. Và hai sản phẩm này anh em có thể kết hợp thành một combo cũng khá là ok anh em ha. Thì trước tiên đây là đầu CD đề năng S10 hay là mã. Thì con này có chức năng đọc đĩa CD cũng như là kết hợp giải mã nhạc số DAC rất là tiện dụng. Phần nội thất của nó đây là hai miếng thấy nguồn nè. Linh kiện còn rất là sáng ha. Hình thức còn rất là keng. Khá đẹp ha. Kiện còn sáng trưng. Máy móc sạch sẽ tươm tất đẹp. Phần nội thất của nó. Thì con này được sản xuất tại Gia Băng. Điện 100V công suất 20W này. Số series 339. Thì dây nguồn rồi em kẹp dây nguồn đúng theo máy. Đầu dàn của điện năng rất là to. Và cái khiển đúng đời ha, khiển zin đúng đời. Đường out ra và âm ly chúng ta hai đường ha. Chân dắt sáng chân này rất là đẹp ha. Và đường in vào nó có digital, có son và đường cổng quang từ TV xuống ha. Rất là tiện dụng. Rồi con này nội thất còn rất là mới sáng. Con này thì vận chuyển từ Nhật về anh, trong quá trình vận chuyển nó có xây sát tí đỉnh nhẹ thôi, cũng không đến nỗi mà xấu. Anh em thấy có đường xước nhẹ dưới cạnh dưới, anh em có thể mài với nhám cũng được ha. Tình trạng để nguyên. Cạnh trên có chấm đây đó, chấm. Và bên đây thì một chấm ở đây. Nói chung thì cũng nhẹ thôi. Mặt mài thì nói chung thì không còn cái điểm mà thêm điểm trừ nào nữa. Không còn thêm điểm trừ ha. Máy hoạt động tốt, bộ trang rất là đẹp. Đây là phần nắp lưng của nó. Nắp lưng của nó ha. Ốc S. Rồi, giá con này là 13.500.000 cho S10 hay là mã. Thì cái mức giá này thì nó cũng ngang với con S10 trơn. Nhưng mà con này là con hai là mã nè em ha. Kết hợp đọc đĩa CD và giải mã từ TV xuống rất là tiện dụng ha. Thì anh em có thể trồng lên một con âm ly Sansui mặt vàng như thế này, A1Pa 77XR. Con này là con đời sau của con lợi tra, tức là đời đầu của con mặt vàng. Hết đời lợi tra là mặt đen, sau là con XR này. XR này nó cũng kế thừa từ con lợi tra, là nó vẫn chạy 8 con sò lát bên trong. Mặt phay nhôm vàng gold, vàng chanh nè. Rất là đẹp. Con này đẹp lắm. Bạn thấy anh em nhìn thấy nó kèn. Nó không có trầy ha. Nói chung là nó không có trầy. Con này đẹp kèn. Bass chép low net 3 lần. Tông nhạc này. Quýnh AB, AB cộng đều. Máy khá là kèn. Rất là đẹp. Và nội thất bên trong nhìn nó ánh sáng xanh lét ha. Bên đây cũng vậy, sáng xanh lét thôi. Nói chung là con máy khá là đẹp, rất là ken. Chân dắt ha, vàng ống ánh luôn, có cầu Canon. Rồi CD phono đầy đủ. Dây nguồn. Cọc lo quýnh AB, AB cộng. Con này là đang sử dụng điện 100V, công suất 330W, series 161 anh em ha. Máy tôm tất rất là đẹp. Hai tụ đặc trưng của dòng này là giống con AMR, trắng đích đen. Nguyên bản của nó là như vậy ha. Này nghiên cứu ghi rõ thân cô rất là to. Gan sáng đẹp rồi. Không những đẹp mà đặc biệt cặp má gỗ của dòng này nhìn nó rất là gấu. Má gỗ này không có chạy luôn, nói chung má gỗ rất là ngầu. Còn nóc lưng của nó, nóc lưng của nó rất là ngầu luôn. Rồi giá của con 77XR này là 17.500.000 anh em ha. 17.500.000 một con máy đang có mức giá khá tốt cho thời điểm này. Và rồi đây là phần tổng thể anh em ha. Hình thức chiếc âm ly
rất là đẹp ha. Hai mái gỗ rất là ngầu. Rất là ngầu ha. Đây là đầu CD đề nông X10 hay là mã. Thì đây anh em có thể tác hợp thành một combo. Nghe nhìn cũng rất là ok. Dạ, xin mời anh em qua test sản phẩm ha. Thì em xin test giải mã cổng quang trước anh em ha. Thì từ TV đi xuống nó sẽ nhận dạng 48 ha. Đó, đường optical. Đây. Đây là tông nhạc. Đi miếng chép. Hạ miếng bát. Lâu nét này. Đây là cái đường input đầu vào, chúng ta có thể gạt qua question optical và CD, nó sẽ nhận dạng CD. Ta bấm play hoặc trên khiển vẫn có cái chức năng play và các chức năng ra vào khai đĩa, tạm đứng và bấm số ha. Em đang chuyển qua đầu CD ha. Xả bài. Qua bài ha. Bài 4. Cái đĩa guitar và tấu guitar. Để đọc rất là nhanh và hoạt động rất là tốt nè ha. Thì em xin chào anh em, em xin nhắc lại giá của đề nông X10 hay là mã là 13.500.000 và kim li san chui AU alpha 77XR thì có giá là 17.500.000 anh em ha. Dạ. Yeah.